chúng ta cùng đi khảo sát chuyển động nén ngang của một vật. Cụ thể đây là chuyển động nén ngang của một đạn đại bác. Chúng ta chọn tốc độ ban đầu là 8 m/s. Chúng ta quan sát thấy quỹ đạo của vật là một phần của đường parabol. Chúng ta khảo sát sự phụ thuộc của tầm xa vào cái tốc độ ban đầu. Chúng ta tăng tốc độ ban đầu lên thành 15 m/s. Chúng ta quan sát quỹ đạo chuyển động. Như vậy, khi tăng tốc độ lên thì vật sẽ bay xa hơn. Trong quá trình vật chuyển động thì chúng ta có thể quan sát được thành phần vector vận tốc. Nếu muốn quan sát tổng vector vận tốc thì chúng ta có thể quan sát lại được như sau. Đấy, vector vận tốc tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. Nếu quan sát các cái thành phần của vector vận tốc theo phương thẳng đứng và phương ngang, chúng ta có thể quan sát. Chúng ta cho chuyển động chậm lại. Như vậy, trong quá trình chuyển động thì vận tốc luôn luôn tách ra thành hai phương. Theo phương ngang, vật chuyển động thẳng đều, và theo phương thẳng đứng, vật chuyển động rơi tự do. Chúng ta có thể thay vật bằng cách là sử dụng một cái xe. Khi chúng ta bắn cái xe thì có hiện tượng gì? Khi một cái xe ô tô chuyển động theo phương nền ngang thì chúng ta thấy rằng khi xe chạm đất thì sẽ chịu tác dụng của lực từ dưới đất tác dụng xe, như vậy xe nó sẽ bị không còn nguyên vẹn. Như vậy, nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là chuyển động nền ngang, quỹ đạo của nó phụ thuộc vào vận tốc. Khi vận tốc tăng lên thì tầm xa cũng sẽ tăng lên. Chúng ta quan sát lại, vận tốc tăng lên thì vật sẽ bay xa hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.